Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Tuấn Ninh của truyền hình Người Đưa Tin. Hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố biển Đà Nẵng. Đến với thành phố xinh đẹp này, chúng ta nên đi đâu vào mùa Giáng sinh? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Nằm trên đường Trần Phú ở quận Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhà thờ Chính Tòa hay còn có tên gọi là nhà thờ Con Gà Đà Nẵng là một trong những điểm đến không chỉ có giáo dân đi lễ mà còn có rất nhiều người dân và du khách đến đây thưởng ngoạn không khí và không gian ngập tràn sắc màu mùa Noel. Trong khuôn viên nhà thờ, rất nhiều tiểu cảnh, hoạt cảnh, chủ đề đêm Chúa ra đời được trang hoàng, công phu, lộng lẫy sẽ là nơi ghi lại những bức ảnh đẹp kỷ niệm đêm Noel ở Đà Nẵng. Năm nào thì mình cũng đón ở đây hết, nên không khí ở đây rất là vui. Cũng là nhà thờ nên là không khí rất là có không khí Giáng sinh hơn bình thường ấy. Ở đây hào hứng tại từ nơi khác đến á, nên có cảm xúc lạ lạ, mới lạ lạ. Mình thì chỉ có thích nhận đến nhà thờ thôi. Cùng với những cây cầu độc đáo nối đôi bờ sông Hàn, Đà Nẵng có một chiếc cầu đặc biệt không bắc ngang sông, cầu Tình Yêu, nằm ở công viên phía đông cầu Rồng. Đêm Noel vẫn thường là đêm hẹn hò của tín nhân. Vì đó, cầu Tình Yêu là điểm hẹn lý tưởng của các cặp đôi với không gian lãng mạn dưới ánh sáng của những trái tim đỏ và những ổ khóa minh chứng cho tình yêu. Một trong những điểm hẹn dạo ngắm sắc màu Giáng sinh ở trung tâm thành phố thu hút người dân và du khách, đặc biệt là các gia đình, nhóm bạn là các trung tâm thương mại. Các khu Vincom, Indochina thường trang trí không gian lộng lẫy sắc màu Giáng sinh ngay từ ngoại cảnh đến bên trong tòa nhà trung tâm với những cây thông cao. Một gợi ý nữa cho điểm hẹn đón Giáng sinh ở Đà Thành là các nhà hàng, cà phê có không gian ấm cúng, đẹp lung linh với những ánh đèn nhấp nháy, cây thông Noel được trang trí tỉ mỉ và âm nhạc lay động lòng người. Ngoài ra, nhiều khách sạn cao tầng ở Đà Nẵng còn có các bar hay tổ chức tiệc đêm Giáng sinh trên tầng thượng để mọi người có thể nhìn ngắm toàn cảnh Đà Nẵng lung linh muôn ánh đèn trong đêm Giáng sinh rất ấn tượng. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.